Đây là loài sinh vật lạ đầu tiên được con người phát hiện trên sao Hỏa. Dưới sự kích thích của nhà khoa học, nó đã lập tức đứng dậy vươn những xúc tu như nhảy múa. Tốc độ sinh trưởng của loài sinh vật này quả thực đáng kinh ngạc. Khi vừa mới phát hiện ra, nó vẫn chỉ là một tế bào không có hoạt động. Sau khi được cung cấp chất dinh dưỡng, nó dường như đã được đánh thức giấc. Chỉ mới trải qua vài ngày được nuôi dưỡng mà nó đã tiến hóa thành một cá thể có sức sống. Điều khiến người ta tò mò là sau khi nó thành hình, mỗi bộ phận trên cơ thể nó đều có chức năng của tất cả các tế bào. Nói đơn giản là mỗi một tế bào trên cơ thể nó đều có cơ bắp độc lập, thậm chí còn có suy nghĩ riêng. Nó rất thông minh, lúc còn nhỏ sẽ thay đổi thành nhiều tư thế để trêu chọc nhà khoa học. Người phụ trách nghiên cứu nó chính là Derry. Anh rất hứng thú với công cuộc nghiên cứu này. Hôm nay Derry dùng dòng điện siêu nhỏ để làm thí nghiệm, không ngờ thứ sinh vật kia lại đột nhiên bám chặt lấy tay anh ấy. Tuy nó rất nhỏ nhưng sức mạnh của nó quả thực phải khiến người ta kinh ngạc. Cho dù Derry có làm cách nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi nó được. Ngược lại, nó còn gia tăng sức lực bám chặt vào tay anh. Sau đó nó còn trực tiếp bẻ luôn ngón tay của anh. Nỗi đau đớn đến cùng cực khiến Derry dần mất đi ý thức. Đồng đội ở bên ngoài muốn vào cứu Derry nhưng bảo vệ sợ sẽ còn có nguy hiểm nên đã cản anh ấy lại, không dám cho anh ấy mạo hiểm đi vào. Lúc những người ở bên ngoài còn đang cãi nhau ầm ĩ thì thứ sinh vật kia đã buông tay của Derry ra. Có thể nhìn thấy tay của anh ấy lúc này đã biến thành bộ móng gà không xương rồi. Thứ sinh vật kia muốn thoát khỏi buồng nuôi dưỡng nhưng đã bị bao tay với chất liệu đặc biệt này chặn lại. Có vẻ IQ của nó rất cao, nó lập tức bẻ đôi dụng cụ trong máy ra, dùng đầu nhọn chọc thủng găng tay, sau đó nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều phải há hốc mồm. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Nó nhìn thấy con chuột bạch ở phía đối diện liền lao như gió tiến lại gần. Con chuột bạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị thứ sinh vật này một phát nuốt trọn vào bụng. Adam ở bên ngoài nhìn thấy vậy đã không màng sự ngăn cản của đồng đội mà trực tiếp xông vào cứu Derry. Sau khi thứ sinh vật kia tiêu hóa xong con chuột bạch thì đã lớn hơn rất nhiều. Adam vừa đưa Derry ra ngoài thì chân đã bị nó bám chặt. Những đồng đội ở bên ngoài không thể làm được gì khác, chỉ có thể bất lực quan sát tình hình. Thứ sinh vật này không thể để nó thoát ra ngoài được, cách duy nhất để sống sót là phải tiêu diệt nó. Adam cầm lên một chiếc đèn muốn lợi dụng sức nóng nướng chín nó, không ngờ thứ sinh vật này lại chẳng bị tổn hại chút nào khi gặp phải nhiệt độ cao cả. Nhìn trước sức phòng vệ của nó mạnh như vậy, Adam lập tức cầm lên súng lửa áp suất cao bắn vào nó. Nhưng sức mạnh sinh tồn của thứ sinh vật này quả thật khiến người ta kinh ngạc, chỉ trong phút chốc nó đã hồi phục được vết thương rồi. Adam thấy thế không khỏi hoảng hốt, không ngừng bắn súng lửa vào người nó, đây chính là thứ vũ khí có lợi nhất trong phòng thí nghiệm lúc bấy giờ. Nhưng nhiên liệu có hạn, anh đã dùng sắp hết nhiên liệu rồi mà vẫn chưa bắn trúng nó. Tốc độ của loài sinh vật này quả là nhanh như chớp, súng lửa căn bản không thể tiêu diệt nó hoàn toàn được. Cuối cùng nhiên liệu cũng cạn kiệt, con quái vật nhân thời cơ nhảy thẳng vào miệng của Adam, ăn hết lục phủ ngũ tạng của anh ấy. Lúc này anh thật sự đã tuyệt vọng, chỉ còn có thể đợi chết. Chẳng qua bao lâu anh ấy đã phun ra máu tươi mà thiệt mạng. Đồng đội nhìn thấy cảnh tàn khốc này cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nhốt con quái vật kia ở trong phòng thí nghiệm. Trùng hợp là ngay lúc này súng lửa đang lơ lửng đột nhiên va phải hệ thống chữa cháy, con quái vật kia đã theo đó thoát ra ngoài. Lúc này nó có thể đến bất kỳ đâu trong trạm không gian này. Có lẽ 5 phi hành gia còn lại rất có thể cũng sẽ thành con mồi của nó. Mọi người nhanh chóng cầu cứu đồng đội ở dưới trái đất, nhưng lời mới nói được một nửa thì hệ thống truyền tin đã xảy ra gián đoạn. Căn cứ vào hệ thống hiển thị thì đã xảy ra vấn đề. Sau khi không còn Adam thì Golovkin là người đã từng phụ trách truyền tin trong quân ngũ, trở thành người am hiểu hệ thống và có khả năng sửa lại đường dây truyền nhất lúc này. Thế là cô mặc đồ bảo hộ lên rồi ra khỏi du thuyền. Mở nắp bình đựng khí lạnh ra, cô mới phát hiện khí lạnh bên trong đã tiêu tan hết rồi. Mọi người đoán có lẽ đã bị con quái vật kia hút hết rồi, bởi vì nó cũng là loài sinh vật carbon, không thể sống thiếu oxy và nước được. Có lẽ bây giờ nó đang ở bên ngoài tìm nước. Không ngờ lúc này nó bất ngờ từ trong bình đựng khí lạnh nhảy ra bám chặt lấy người Golovkin. Cô ấy nhanh chóng vặn nắp đựng lại, vẫn may bộ đồ bảo hộ khá dày. Trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ không thể công kích cô được, nhưng không ngờ rằng nó lại bẻ gãy ống làm lạnh khiến cho chất làm lạnh có độc xộc thẳng lên trước mũi bảo vệ. Cô cần phải nhanh chóng quay lại trạm không gian, nếu không cô sẽ trở thành người đầu tiên chết trong vũ trụ mất. Thế là cô chỉ đành mạo hiểm tháo dây an toàn ra, sau đó trực tiếp nhảy lên cánh cửa gần nhất, nếu không sẽ mãi mãi ở giữa ngân hà bao la này. Rất may là sau bao nhiêu vòng lăn lộn thì cuối cùng cô ấy cũng đã nắm lấy được tay vịn. Nhưng lúc này chất làm lạnh đã sộc lên chiếm quá nửa gương mặt, chắn mất tầm nhìn của cô ấy rồi. Đồng đội nhìn thấy vậy lập tức chạy đến bên cửa ứng cứu, nhưng việc mở cửa phi thuyền cần phải có sự hợp tác giữa trong và ngoài. Golovkin ở bên ngoài đã xoay được một nửa rồi, nhưng lúc này chất làm lạnh có độc đã hoàn toàn nhấn chìm cô. Cô còn không cẩn thận uống vài ngụm rồi, cô biết chắc rằng dù gì mình cũng phải chết, hơn nữa trên người còn đang có một con quái vật bám giết không buông nữa. Thế là cô đã lại đóng cửa lại, quyết định cùng con quái vật này trôi ra giữa ngân hà. Con quái vật này có thể giữ được oxy trong một thời gian ngắn, nhưng lâu dần nó sẽ bị thiếu oxy mà chết. Nhìn thấy thi thể của Golovkin trôi đi ngày càng xa, đột nhiên con quái vật lại phát giác ra được nguy hiểm, thế là lại nhảy lên lại tàu. Trạm không gian dường như đã đóng chặt, chỉ còn một nơi duy nhất có thể xâm nhập được từ bên ngoài vào chính là miệng phun lực đẩy. Vậy nên họ chỉ đành giám sát kỹ nơi này mới có hy vọng dùng lửa tiêu diệt nó. Nhưng tốc độ của con quái vật này quả thực quá nhanh, lần nào cũng có thể chạy thoát được. Không những không thể giết chết nó mà ngược lại còn đã khiến con tàu tiêu tốn không ít nhiên liệu, khiến cho trạm không gian dần đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, đang ngày càng gần hơn với trái đất. Nếu như để con quái vật này xuống được trái đất thì sẽ trở thành mối nguy diệt vong của thế giới mất.
Derry bình tĩnh phân tích lúc bọn họ mới phát hiện ra con quái vật nó chỉ là một tế bào đang trong trạng thái tế bào ngủ. Sau khi được họ đánh thức và bổ sung chất dinh dưỡng, chẳng qua bao lâu nó đã lớn lên thành một cá thể có sự sống rồi. Xét về tốc độ tiến hóa và cấu tạo cơ thể, loài sinh vật này có khả năng đã thống trị sao hỏa hàng triệu năm qua rồi. Cuối cùng những loại sinh vật trên sao hỏa đều đã bị thứ này nuốt chửng, dẫn đến hệ sinh thái bị phá hủy, đến cả nguồn nước trên đó cũng đã bị loài sinh vật này hút cạn. Vậy nên sao hỏa mới hoang tàn như bây giờ, oxy cũng không còn. Loài sinh vật này có cơ chế tự bảo vệ khiến chúng rơi vào trạng thái tế bào ngủ, nhưng cơ bản nó cũng giống như con người, cơ thể đều được cấu thành từ carbon, vậy thì họ vẫn còn có cách để tiêu diệt nó. Thế là họ đã để cho con quái vật kia đi vào trạm không gian, còn những thuyền viên khác đều ở trong khoang tàu, sau đó hút hết khí oxy ở những nơi khác, sau đó chỉ cần đợi đến khi con quái vật kia thiếu khí mà rơi vào trạng thái ngủ là có thể xử lý được nó rồi. Lúc họ đang bịt chặt khoang tàu thì đột nhiên Derry lại nhìn thấy bóng dáng của con quái vật đó đâu đây. Nhưng anh không lên tiếng mà dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Đến khi mọi người đã bịt chặt khoang tàu và bắt đầu ngồi đợi thời cơ thì họ lại nhận thấy trạng thái tinh thần của Derry có gì đó không ổn. Không lâu sau anh ấy đã dần mất đi ý thức, hai chân cũng bắt đầu co rút lại, không còn cảm giác nữa. Cơ thể xuất hiện nhiều vấn đề lạ. Lúc mọi người đang chuẩn bị cấp cứu cho anh ấy thì lại phát hiện trong ống quần anh ấy đang có thứ gì động đậy. Vừa mở ra thì ai nấy đều kinh hồn bạt vía cả. Cơ thể của Derry vậy mà đã bị con quái vật kia chiếm giữ. Không ngờ anh ấy lại có tình cảm loài sinh vật này nên đã lén để nó vào trong đây, còn để cho nó hút chất dinh dưỡng của cơ thể mình mà sống. Nos dùng súng điện ép con quái vật phải rời khỏi cơ thể của Derry, nhưng lúc này con quái vật đã tiến hóa thêm một bước nữa, dường như nó đã tiến hóa hoàn toàn. Các thuyền viên thấy vậy liền lao đầu chạy, con quái vật cũng lập tức đuổi theo phía sau. Họ buộc phải tách ra hai đường, hai người đã nhanh chóng trốn vào khoang thuyền và đóng cửa lại. Một người còn lại chậm chân hơn nên chỉ có thể nhanh chóng trốn vào phòng ngủ. Lúc này hai người còn lại đã trốn thoát về lại khoang thuyền cũ, họ ý thức được con quái vật này đã lớn mạnh hơn. Với sức của bọn họ thì không thể chống lại nó được. Đột nhiên hệ thống định vị trên màn hình hiển thị con quái vật đã thay đổi quỹ đạo. Có lẽ lúc nó hút chất dinh dưỡng của Derry đã nuốt luôn cả máy theo dõi vào trong rồi, thế là họ đã lập tức nghĩ ra được cách đối phó với nó. Chỉ cần mang thi thể của Derry ra làm mồi nhử, con quái vật này vẫn còn muốn tiến hóa thì sẽ quay trở lại hút chất dinh dưỡng để bổ sung năng lượng. Đợi nó xuất hiện thì họ sẽ khóa khoang tàu lại, sau đó hút hết khí oxy trong đó ra. Sau đó chỉ cần đợi cho nó dần mất hết dưỡng khí mà rơi vào trạng thái ngủ là được. Vốn dĩ kế hoạch sẽ rất thành công, thế nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm trước lực lượng dưới trái đất tuy rằng chỉ mới nhận được một nửa tín hiệu cầu cứu của họ, nhưng đã lập tức phái tàu cứu trợ đến rồi, mà thuyền cứu trợ đang chuẩn bị ghép nối với khoang thuyền nhốt con quái vật. Lúc này thiết bị liên lạc vẫn không thể sử dụng được. Họ chỉ có thể trưng mắt đứng nhìn thuyền cứu trợ thành công ghép nối với phi thuyền của mình. Lúc này người đàn ông trốn trong phòng ngủ cũng đã nhận ra đội cứu hộ đã đến. Trong phút chốc anh dường như đã thấy được hy vọng sống, nhưng anh lại không hề biết về kế hoạch của đồng đội mình, thế là cứ thẳng một đường đi đến cửa tàu được ghép nối mà không hề phát hiện ra con quái vật đang đến gần. Hai người đồng đội muốn cản anh ấy lại nhưng đã quá muộn, lúc bấy giờ anh đã mở cửa thuyền ra rồi. Thế là đội cứu viện chỉ vừa mới đến đã ngay lập tức thay bọn họ đi chầu trời. Lúc họ đang tranh đấu thì đã làm hư hại đến hệ thống lập trình dẫn đến sự cố khiến con tàu rung lắc dữ dội. Áp suất đột ngột giảm mạnh khiến cho toàn bộ mọi thứ trong con tàu bị hút ra ngoài. Con quái vật bám vào chân Sô men theo cơ thể của anh ấy bò sang hướng của hai thuyền viên còn lại. Vì để không liên lụy đến đồng đội, Sô đã trực tiếp ngăn con quái vật lại, cùng nó bị hút trở về. Hai người nhanh chóng nhân cơ hội này bò đến cửa thuyền, nhưng con quái vật rất nhanh đã thoát khỏi Sô và đuổi lên được phía trên. Vận may họ đủ nhanh để có thể nhốt con quái vật lại ở phía bên ngoài. Không lâu sau, tàu cứu hộ và trạm không gian đã bị phá hủy, cả một mảng trời toàn là mảnh vỡ. Dù khu vực chủ chốt vẫn được giữ lại nhưng trạm không gian dường như đã mất đi toàn bộ động lực, hơn nữa khí oxy cũng đang tiêu hao nhanh chóng, nhiệt độ đang ngày càng giảm xuống. Càng rắc rối hơn là trạm không gian đang rơi về phía trái đất, họ chết cũng không sao, nhưng nếu để con quái vật kia xuống được trái đất thì toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt vong. Người đàn ông đột nhiên nghĩ đến họ vẫn còn lại chiếc thuyền cứu sinh, nếu có thể lợi dụng tốt được dụng cụ này thì có lẽ sẽ có cơ hội tiêu diệt được con quái vật. Thế là anh ấy tự mình ra làm mồi dẫn, dùng đèn để thu hút con quái vật đến. Hiện giờ lượng khí oxy đang giảm mạnh, con quái vật vì để sinh tồn đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Rất nhanh nó đã đến giành lấy cây đèn dưỡng khí, nó phải hút được nhiều oxy hơn nữa mới có thể sống sót. Kế hoạch của người đàn ông rất đơn giản, anh chỉ làm vậy để dẫn dụ nó vào thuyền cứu sinh mà thôi. Sau khi dẫn được nó vào trong thì quay bánh lái để con thuyền bay vào trong ngân hà, rồi để đồng đội lái chiếc thuyền cứu sinh còn lại đến cứu anh ấy. Đúng như kế hoạch, anh ấy đã dẫn dụ được con quái vật vào bên trong thuyền cứu sinh, sau đó nhân lúc nó đang hút dưỡng khí thì đóng cửa thuyền lại, sau đó khởi động hệ thống để thuyền cứu sinh rời khỏi trạm không gian. Người đồng đội thấy vậy cũng lập tức khởi động chiếc còn lại. Hai con thuyền vừa rời đi thì trạm không gian đã bị phá hủy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Một con thuyền cứu sinh bay vào không gian tối vô tận, một con thuyền khác lại tiến vào vòng khí quyển của trái đất như một quả cầu lửa rơi xuống địa cầu. Sau đó ba chiếc dù được bung lên, khí phản lực cũng được phun ra, thuyền cứu sinh an toàn đáp xuống mặt biển. Đúng lúc được một ngư dân phát hiện, họ nhanh chóng tiến lại xem tình hình, không ngờ lại chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Hóa ra con quái vật thông minh đã sớm nhìn ra âm mưu của họ, thế là nó đã kéo người đàn ông trở lại con thuyền. Sức người vốn không thể địch lại được con quái vật này. Bên này chiếc thuyền cứu sinh của đồng đội sau khi bị va chạm đã xảy ra sự cố không thể khống chế được, đường sinh mệnh của cô ấy đến đây cũng cạn.
Người đàn ông trong khoang thuyền ra sức gào thét ngư dân ở bên ngoài không được mở cửa, nhưng họ lại nghĩ rằng anh đang kêu cứu nên đã không chần chừ mà mở cửa thuyền ra. Sở dĩ con quái vật chừa cho anh ấy một đường sống chính là để cho người khác đến cứu anh ấy ra, và nó đã đạt được mục đích. Loài quái vật này liệu có thể xâm chiếm trái đất liệu có bị biến thành một sao hỏa tiếp theo hay không? Đạo diễn đã để cho người xem tự trả lời. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Mầm sống hiểm họa. Nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.